chào quý vị và các bạn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ thực hiện có những nội dung chính sau: phóng sự nghiên cứu và triển khai sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận, phóng sự triển vọng từ nghề trồng rong nho. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cây nho là loại cây ăn quả đặc thù, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sản xuất nho phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Do vậy, để tạo ra sản phẩm nho chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, giúp người trồng nho có thu nhập ổn định, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ngành khoa học và công nghệ, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đã triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận. Sau hơn 2 năm thực hiện, theo đánh giá mô hình sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao khá hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu đề tài đặt ra. Đặc thù nắng gió Ninh Thuận có điều kiện thích hợp cho cây nho sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cây nho phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết khí hậu. Năm nào ít mưa, nho cho năng suất cao, ít bị bệnh hại. Người trồng nho có thu nhập cao. Ngược lại, nếu mưa nhiều thì cây nho bị nhiễm bệnh, đặc biệt là bệnh mốc xương và bệnh thán thư. Người trồng nho tốn nhiều chi phí để phòng trừ bệnh hại. Nho chín bị nứt quả, chất lượng nho kém, giá bán thấp nên người trồng nho bị thua lỗ. Trên cơ sở đề tài nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đã ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật tiến bộ vào canh tác cây nho như thiết kế kiểu dàn nho chữ Y theo hàng, phía trên có phủ bạc che mưa, xung quanh vườn nho đều có sử dụng lưới che chắn côn trùng di động, có sử dụng hệ thống rộng rọc giúp cho việc đóng mở lưới che chắn côn trùng dễ dàng khi cần thiết trong sản xuất, sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm kết hợp với bón phân, quản lý cây trồng tổng hợp. Thì trong thời gian qua, Viện Cứu Bông cũng đã triển khai cái mô hình sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao, trong đó có sử dụng kiểu dàn tiến bộ như là dàn chữ Y, có máy che mưa, có lưới chắn côn trùng di động. Mặc dù chi phí ban đầu đối với cái mô hình mà thiết kế kiểu dàn mới này là cao gấp 3-4 lần so với một số dàn truyền thống hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình canh tác thì cho thấy rằng là việc sử dụng cái kiểu dàn mới này sẽ giảm hẳn sâu bệnh hại, cho nên là hạn chế giảm cái kinh phí sâu bệnh hại cho cây nho. Đặc biệt là trong cái có sử dụng cái hệ thống tưới nước tiết kiệm, cho nên là giảm chi phí công tưới nước, tiết kiệm được cái lượng phân bón, bởi vì phân bón đã hòa theo cái hệ thống nước tiết kiệm. Ứng dụng cái sản xuất nho mà ứng dụng cái kiểu dàn mới này sẽ thực hiện được hai vụ an toàn, thực hiện được hai vụ trên năm mà không bị tác động bởi thời tiết khí hậu. Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Láng Ngựa, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn được Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố hỗ trợ chuyển giao về kỹ thuật và đầu tư dàn nho chữ Y trên diện tích 2 sào nho. Hiện dàn nho lên cành đẹp, không bị sâu bệnh, cây nho chuẩn bị ra hoa đầu quả và dự kiến sẽ thu hoạch vụ đầu tiên vào tháng 2 năm 2022. Mô hình của mình đây bắt đầu là từ ý tưởng là ở nhà mấy đứa em nó cũng làm, rồi sẵn nó kết hợp với lại ở trên huyện thì mình thấy nó cũng có mô hình rồi, mình cũng đạt được hiệu quả, nho cũng nhanh lớn. Rồi của mình rút kết lại là nó hơn phần máng lại mấy cái kia đồ là nó cũng làm thấy cũng rất là đẹp, hiệu quả. Dự kiến là tháng 6, tháng 7 tới là cho thu hoạch vụ đầu tiên. Sau hơn 2 năm thực hiện, mô hình cho thấy thiết kế dạng nho chữ Y tạo ra không gian thông thoáng kết hợp với mái che mưa, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lưới bao xung quanh ngăn chặn được côn trùng, hạn chế gió nên trái nho có độ bóng, vỏ quả không bị tì vết, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hấp dẫn người tiêu dùng nên giá cả sản phẩm cao hơn so với sản xuất nho thông thường, nâng cao hiệu quả sản xuất. Thì trong thời gian đấy thì thứ nhất là chúng tôi sẽ tuyên truyền để nhân rộng các cái giống mà hiện nay có cái giá trị cũng như là lợi thế cạnh tranh cao và cái hiệu quả sản xuất của nó trên đơn vị diện tích.
Thứ hai là chúng tôi sẽ giúp và chuyển giao trong việc là đưa các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và tận dụng có những cái trên cái nền cơ sở hiện nay của người nông dân đang có. Có nghĩa là khi chúng ta thay đổi cái dòng chữ Y thì chúng ta phải kết hợp với lại cái hiện cái cơ sở vật liệu mà người nông dân hiện nay đang có để chúng ta tận dụng và giảm được cái chi phí. Và cái thứ ba là chúng tôi sẽ là chuyển giao có cái giải pháp mà làm sao là đồng bộ và người nông dân áp dụng có hiệu quả để tránh cái hiện tượng là lãng phí trong cái đầu tư sản xuất. Đây mới chỉ là cái kết quả bước đầu, và khi chúng ta mà xây dựng được một cái quy trình hoàn thiện thì đòi hỏi trong thời gian đấy chúng tôi phải cũng định hướng trong có cái nghiên cứu, có cái giải pháp kỹ thuật để làm sao là phù hợp với cái điều kiện canh tác đồng bộ để nâng cao được cái giá trị của sản phẩm, và lúc đó thì đưa vào sản xuất thì lúc đó mới ổn định. Vì trồng nho có sử dụng công nghệ che mưa nên quá trình canh tác không bị tác động bởi yếu tố thời tiết, có thể canh tác trọn vẹn 2 vụ một năm. Qua đánh giá về năng suất và hiệu quả sản xuất của mô hình nho công nghệ cao cho thấy, việc sản xuất nho ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật tiến bộ nên sản phẩm nho đạt chất lượng tốt. Độ rít đạt hơn 16%, quả to, bóng mượt, đặc biệt là sản phẩm nho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy, giá cả bán ra cao hơn so với canh tác nho truyền thống trên 20%. Thêm vào đó, chi phí đầu tư cho một vụ sản xuất thấp, đặc biệt là ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hơn so với sản xuất thông thường, nên lợi nhuận vượt so với sản xuất nho thông thường trên 35%. Với kết quả thành công bước đầu của mô hình là hướng đi mới, làm tiền đề triển khai nhân rộng, góp phần nâng cao được chất lượng sản phẩm của quả nho ăn tươi của Ninh Thuận, tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm nho ngoại nhập và thu nhập trên đơn vị diện tích. Vừa vậy là cái kết quả của dự án đem lại thì đánh giá là một cách là rất an toàn và đảm bảo cho người tiêu dùng. Thì cái dự án này Sở Công nghệ đặt hàng thì trong thời gian 3 năm thì cái đến tới thời vụ này thì dự án này chắc là chuẩn bị nghiệm thu và được các nhà khoa học cũng là đánh giá rất cao dự án này. Dự kiến là cuối năm 2022 sẽ triển khai và nhân rộng đại trà cho bà con nông dân. Thì mong rằng là cái là viện nghiên cứu bông và phát triển nho hố thì hỗ trợ tích cực cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh chúng ta. Từ hiệu quả của mô hình trên, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nho Hố tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chuyển giao, nhân rộng mô hình sản xuất nho, ứng dụng công nghệ cao và hướng đến nhân rộng ra các vùng sản xuất nho trọng điểm của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, rong nho là đối tượng thủy sản mới được đưa vào trồng ở địa bàn thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. Kết quả bước đầu cho thấy rong nho thích hợp với môi trường mặt nước ven đầm Nại, mang lại giá trị kinh tế cao. Rong nho biển là đặc sản mới được người dân lẫn du khách ưa chuộng bởi có hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe, có khả năng giảm các nguy cơ mắc các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, bướu cổ, tim mạch, ung thư. Hiện các tỉnh ven biển như Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Vũng Tàu, Kiên Giang đã thí điểm và phát triển rong nho, ngành nghề nuôi biển có triển vọng mang lại giá trị kinh tế. Đến thăm cơ sở chế biến đóng gói rong nho của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Nam Bảo Tín ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. Với quy trình khép kín, hệ thống máy móc hiện đại, rong nho tươi sau khi thu hoạch ở ao, hồ tự nhiên sẽ được đưa vào nuôi cơ học trong các hồ nuôi tại nhà xưởng để rong đạt chất lượng tốt nhất. Tại hồ nuôi, nước được sử dụng là nước biển sâu trên 5 mét qua hệ thống lọc lắng NRO và than hoạt tính và thêm 5 công đoạn khác nhau để loại bỏ các vi khuẩn có hại và giữ lại các vi khuẩn có lợi. Sau đó, công nhân sẽ phân loại rong nho theo kích thước và tách nước, đóng gói. Giai đoạn tách nước được áp dụng theo công nghệ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang nước ngoài HACCP, ISO, FDA. Thì rong nho là nguồn gốc từ được đưa từ Nhật Bản về. Và hiện nay được nuôi trồng rất nhiều ở Nha Trang. Thì trong đó công ty Nam Bảo Tín nhận thấy rằng là ở Ninh Thuận này có cái điều kiện khí hậu nó tương đồng với lại chỗ Nha Trang, thì nhận thấy đây là một cái đặc sản của địa phương.
Thì năm 2020 thì công ty đã chủ động nghiên cứu tìm tòi cách nuôi trồng, chế biến và sản xuất. Thì rong nho được nuôi trồng một cách tự nhiên ở trên các cái ao hồ, và sau đó thì được thu hái và đưa vào để mà xử lý rong tạp, rồi các cái sinh vật nó bám trên cái thân rong đó, rồi thì đi vào là muối rong. Thì ở đây hiện nay công ty Nam Bảo Tính có hai cái dạng sản phẩm, một là rong tươi và hai là sản phẩm rong qua chế biến là muối rong và đóng gói. Thì sản phẩm rong tươi thì nó có cái hạn chế là chỉ có thời gian hạn sử dụng chỉ có khoảng 7 ngày. Thì còn rong qua chế biến đó thì thời hạn sử dụng là nó được tới 7 tháng. Sản phẩm rong nho và các sản phẩm từ rong nho của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Nam Bảo Tín được huyện Ninh Hải chú trọng hỗ trợ xây dựng trở thành sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt chuẩn 4 sao năm 2022. Với quy trình sản xuất hiện đại, khép kín, mẫu mã bắt mắt, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm rong nho đã có mặt tại các chuỗi siêu thị lớn trên toàn quốc như Aeon, Emart, Co.opmart, Bách Hóa Xanh và xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản. Công ty đã góp phần giải quyết việc làm ổn định cho gần 20 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Em làm ở đây được 1 năm. Công việc ở đây là em làm bên bộ phận sản xuất. Thời gian qua thì công ty cũng góp phần tạo điều kiện cho chúng em làm ở đây. Thì công việc ở đây làm thu nhập thì cũng được 6 triệu mỗi tháng. Rong nho, tên khoa học Calepa lentifera, du nhập từ Nhật Bản vào nước ta từ năm 2004. Rong nho có thể được trồng như trong môi trường tự nhiên, các vùng biển thích hợp có độ mặn từ 28 đến 35 phần ngàn. Rong sống ở vùng nước cạn và yên tĩnh hoặc trong các ao đầm và cả trong lồng trên dây treo ngoài biển. Việc trồng rong nho rất đơn giản, không phải cung cấp thức ăn cho cây, bởi rong nho hấp thu chất dinh dưỡng từ môi trường nước xuyên qua các nhánh và lá để phát triển. Từ phần thân nhánh mọc ra các lá có hình tròn, đường kính khoảng 2mm như quả nho thu nhỏ. Rong nho thường phát triển nhanh trong điều kiện nuôi theo quy trình khép kín. Một đợt nuôi kéo dài từ 20 đến 30 ngày là có thể thu hoạch. Thời gian nuôi tốt nhất vào thời điểm có nắng, tránh mùa mưa vì nước biển sẽ bị loãng độ mặn. Thì định hướng công ty là củng cố tiếp tục là phát triển thị trường nội địa, đồng thời là đi xuất khẩu ra thị trường thế giới. Và phát triển thêm một số cái sản phẩm mà được chế biến từ rong nho, ví dụ như là sốt mè. Thì trong sốt mè, thì công ty chủ động nghiên cứu bổ sung thành phần sốt mè là có rong nho. Sau này nữa thì công ty sẽ đưa ra thêm các cái dòng sản phẩm, ví dụ như bột dinh dưỡng trẻ em có rong nho hoặc là rong nho sấy khô. Và hiện nay thì định hướng là mỗi tháng công ty sẽ thu gom khoảng 5 tấn sản phẩm. Trên địa bàn huyện Ninh Hải có hàng trăm hecta ao đìa nuôi tôm kém hiệu quả, bỏ hoang lâu nay có thể cải tạo trồng rong nho. Tuy vậy, trước khi mở rộng quy mô trồng, ngành chức năng cần hỗ trợ bà con tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật. Có như vậy, cây rong nho mới phát triển bền vững cho thu nhập cao. Nuôi trồng rong nho là ngành nghề có triển vọng, mang lại giá trị kinh tế và cần được phát triển đúng hướng để nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm. Tuy nhiên, việc phát triển nghề trồng rong nho cần chú ý cách làm, chú trọng hiệu quả sản phẩm. Người trồng rong nho nên thực hiện theo quy trình kỹ thuật của một số hộ, đơn vị đã trồng thành công để sản phẩm phát triển bền vững, lợi nhuận lâu dài, tránh tình trạng rong nho trồng xong kém chất lượng, thiếu đầu ra, làm cho sản phẩm bị rớt giá, ảnh hưởng đến nghề nuôi rong nho về sau này. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Khoa học và Công nghệ kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.